4 ngành đào tạo gồm sư phạm toán, vật lý, ngữ văn và lịch sử của Trường Đại học Hồng Đức bắt đầu tuyển sinh từ năm 2018 theo đề án đào tạo chất lượng cao, mục tiêu nhằm thu hút học sinh giỏi đăng ký vào ngành sư phạm, đồng thời tạo nguồn giáo viên trung học phổ thông giỏi cho các nhà trường, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học giai đoạn 2018-2030 trên địa bàn. Trong 5 năm qua, nhà trường đã tuyển 239 sinh viên khá giỏi, tổng điểm thi từ 24 điểm trở lên theo học chương trình này. Trong đó có 13 sinh viên tham gia và đạt giải tại kỳ thi Olympic quốc gia năm 2022. 4 sinh viên ngành lịch sử được nhận giải thưởng sự học Đinh Xuân Lâm. Từ khi Nghị định 116 của Chính phủ có hiệu lực, sinh viên sư phạm được hỗ trợ hai khoản kinh phí là học phí và sinh hoạt phí, thu hút nhiều học sinh giỏi đăng ký vào trường. Do đó, theo ông Bùi Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức, đề án đào tạo các ngành chất lượng cao đã hoàn thành sứ mệnh. Nhà trường xác định mục tiêu đào tạo trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 là tập trung nâng cao chất lượng ở tất cả các ngành nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội và tăng khả năng thích ứng của sinh viên sau khi tốt nghiệp.